Tháng 8 năm 2005, năm thanh niên quyết định khám phá một hang động dưới nước ít người biết đến ở đỉnh Huy thuộc Provo, Utah, được đặt tên là hang tử thần. Họ hoàn toàn không biết về nguy hiểm đang chờ đợi bên trong. Cuối cùng, chỉ có một trong số họ sống sót trở về. Đây là sự cố ngoài mong muốn trong thảm kịch hang Colum sẽ được đề cập tới trong kỳ án 10 phút của ngày hôm nay. Và nếu đây là lần đầu tiên mà bạn đến với kênh, đừng ngần ngại hãy để lại một subscribe và một like cho kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Vào ngày thứ Tư, ngày 17 tháng 8, một nhóm bạn 5 người cùng nhau đi ăn tối. Họ thảo luận sôi nổi về các vấn đề xung quanh cuộc sống, trong đó có bí ẩn về đỉnh Huy. Ngọn núi này nằm kế bên trường đại học BYU, nên nhiều sinh viên đã biết và rất tò mò về sự tồn tại của nó. Chỉ cách đây một năm, hai người yêu thích thám hiểm đã thực hiện một cuộc khảo sát chi tiết về hang Colum. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hang rất âm u khi nó nằm dưới nước sâu và chỉ cao có 1,2 m. Để bước vào, người ta phải cúi người để đi dọc theo lối dài gần 30,48 m có dạng suối nhỏ. Với hầu hết người đi bộ đường dài, ý tưởng này có vẻ là không hấp dẫn, nhưng đối với những người biết về sự tồn tại của hang động bí mật bên trong ngọn núi, thách thức trở nên hấp dẫn họ. Phần bí mật của hang động này yêu cầu bạn phải chui mình qua một khe nhỏ, kích thước 11 m, đầy nước. Khoảnh khắc khó khăn này có thể khiến ngay cả những nhà thám hiểm táo bạo nhất bỏ cuộc. Đêm đó, nhóm quyết định thử thách bản thân trong hang động tối tăm và nguy hiểm. Khi họ đến khu vực hang động, đã là 2 giờ sáng. Họ dành thời gian ngồi bên ngoài trước khi mạo hiểm bước vào hang Alou. Jennifer Gilbreth từng trải nghiệm qua hang nước này trước đó, nên cô đã yên tâm rằng những người khác họ sẽ có thể giữ hơi và bơi qua 4,5 m đến hang động bên trong. Mặc dù cô đã trải qua cảm giác lạnh và ngất xỉu trong lần trải nghiệm trước đó, nhưng cô vẫn háo hức muốn cho bạn bè thấy nơi bí mật này. Blake Donner, Scott McDonner và Ariel Singer đều đồng ý thử. Người bạn thứ 5, Joseph Ferguson, quyết định đợi bên ngoài hang cho đến khi họ quay trở lại. Với chỉ một chiếc đèn pin, 4 người họ đi đến khe nhỏ trên sàn của hang động. Bây giờ là 4 giờ 30 phút sáng và bên ngoài bầu trời tối đen như mực. Lần lượt, họ lấy hết dũng khí để đi xuống một con đường tối đen, hẹp và đầy nước. Jennifer đi đầu, vì cô là người duy nhất đã từng đến trước đó. Họ nhìn thấy cô lặn xuống dưới nước và cô di chuyển qua phía bên kia hang. Hang này rất hẹp, chỉ rộng 0,4 m và cao 1,2 m. Lần lượt, Blake, Scott và Ariel từng người lần lượt lặn xuống và theo hướng dẫn mà Jennifer đã chỉ. Có một sợi dây thừng được gắn vào một tảng đá trong hang chính. Dây đi qua hang nước và được buộc vào một khúc gỗ trong hang. Với không gian hang nhỏ như vậy, có lẽ không cần thiết phải có một sợi dây để dẫn về lối ra. Dường như bạn không thể bỏ lỡ sợi dây này. Rất tiếc, nhưng trái với điều đó, Brian Lamfrey, một người trước đây đã thám hiểm hang động, chia sẻ rằng khi anh quay lại, anh đã đi quá xa lối ra và đâm vào đường cụt lối ra khoảng 1,2 m. Trong một khoảnh khắc hoảng sợ, anh nhận ra rằng có bức tường đá đang bao quanh anh. Anh đã đẩy mạnh, bám lấy trần hang động cho đến khi anh tìm thấy lối thoát. Trong thời gian làm việc này, anh đã tin rằng cuộc phiêu lưu sẽ kết thúc trong bi kịch. May mắn thay, anh đã kịp thời tìm thấy lối thoát chỉ trong một cái nháy mắt trước khi anh ta bị sặc nước. Trong ngày đó, cả 4 người đều bơi đến hang nhỏ chỉ cách 4,5 m, có đủ chỗ cho họ đứng và di chuyển một chút. Hang này cao khoảng 1,8 m, ở giữa cao khoảng 2,7 m, vì thế nó tạo ra khoảng trống khoảng 1 m trên mặt nước. Joseph ngồi đợi cho đến khi bạn bè anh quay trở lại. Anh ta không chắc chắn rằng họ sẽ ở trong hang động bao lâu, không có kế hoạch rõ ràng nào. Vì vậy, anh ta chỉ đơn giản chờ đợi. Sau gần 1 giờ, anh ta bước vào hang và nhìn xuống lối vào hang nước mà họ đã lặn xuống, nhưng không có dấu hiệu của đèn pin hoặc sự di chuyển nào của nhóm bạn. Bây giờ đã là 5 giờ 30 phút sáng và anh ta không biết phải làm gì cả. Anh ta liên lạc với một số người bạn hiểu biết về hang động, và cuối cùng là cảnh sát đã ập vào lúc 6 giờ 25 phút sáng. Khi họ bơi vào bên trong hang, adrenaline tăng nhanh khiến họ cảm thấy lo lắng, hồi hộp, tim đập nhanh. Không khí bao trùm sự hoang mang, lo lắng. Ngay sau khi họ nổi lên mặt nước, tất cả đã hít một hơi thật sâu. Nhưng thật không may,
không gian quá nhỏ khiến nơi đây rất có thể chứa những loại không khí độc hại. Trong thám hiểm hang động, thuật ngữ bad air ám chỉ không khí không đúng với tỷ lệ thông thường là 21% oxy và 79% chủ yếu là nitơ, cùng với một số khí khác ở tỷ lệ rất nhỏ. Bởi vì hang động này không có sự lưu thông và nguồn nước kín, việc tích tụ carbon dioxide có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Dần dần, khi họ ở bên trong, lượng oxy sẽ giảm đi và carbon dioxide sẽ tích tụ. Carbon dioxide được tích tụ trong các hang động do quá trình xói mòn và quá trình phân hủy cây cỏ. Cũng có bằng chứng cho thấy họ đã dùng nến ở bên trong. Điều này đã làm giảm lượng oxy có sẵn. Vì không có luồng không khí, carbon dioxide sẽ ở mức độ cao hơn. Đó là một sự thay đổi nhỏ và lớn dần theo thời gian. Những người bạn đến thăm hang bí mật không hề biết về điều kiện không khí bên trong hang. Ngay cả những người thám hiểm chỉ ở lại trong vài phút, khả năng suy nghĩ, di chuyển và thở của họ đã giảm sút và việc bơi trở về đối với họ rất khó khăn và mạo hiểm. Khi họ vào hang, họ nhận ra rằng họ cảm thấy khó thở và họ nên quay trở lại ngay lập tức. Bởi vì lối vào nhỏ, chỉ một người mỗi lần mới có thể đi qua đường hầm hẹp và tự kéo mình lên lối thoát. Jennifer là người đầu tiên rời khỏi, nhưng cô không thể tìm thấy lối thoát trước khi hết hơi. Có khả năng, Jennifer đã bị giảm khả năng giữ hơi và suy nghĩ, đến mức oxy trong hang chỉ còn khoảng 10-12%. Cô ấy chỉ có khoảng 60 giây giữ hơi trước khi bất tỉnh. Do không cầm dây thừng trong tay, việc tìm lối thoát trở thành một nỗ lực khó khăn. Trong hang, ba người khác không biết Jennifer đang đối mặt với nguy hiểm. Họ bị bỏ lại trong bóng tối và không khí ngột ngạt của hang động bên trong. Sau khi đếm từ 30 đến 60 giây, Ariel là người tiếp theo rời khỏi hang động bí mật. Trong một môi trường có mức carbon dioxide là 2 hoặc 3%, tần suất hô hấp của cô tăng lên gấp đôi. Cô cố gắng hít thở sâu trước khi xuống dưới nước, cố gắng bơi nhanh bằng chút sức lực cuối cùng. Cô chạm tay vào phía trước để tìm vị trí của lối thoát. Cô không thể tin được khi cảm nhận được cơ thể của người bạn trong con đường hẹp và tối tăm lúc này. Blake muốn vượt qua việc này càng nhanh càng tốt. Anh ấy bối rối khi phát hiện ra hai cô gái trước mặt anh ấy. Sự hoảng loạn này làm anh ấy không biết hướng đi nào có thể thoát ra. Lối thoát có thể ở ngay trước mặt. Anh ấy nhận ra rằng Ariel không còn chuyển động. Anh đẩy cô về phía lối thoát để cứu sống cô ấy. Trong một hang động chỉ rộng 0,5m và sâu 1,2m, việc di chuyển qua ai đó hoặc đẩy họ về phía trước thực sự là điều không thể. Đối với người ở lại cuối cùng, đang đợi trong bóng tối của hang động bên trong, chắc chắn anh ấy là người chịu đựng lâu nhất. Anh ấy háo hức chờ đợi để rời khỏi nơi này mãi mãi, nhưng hành trình bơi trở về của anh đã bị chặn lại khi anh ấy gặp bạn bè ở lối ra. Trong tình trạng suy giảm hô hấp, anh ấy đã nhanh chóng mất ý thức. Khi lực lượng chức năng đến, việc giải cứu nhóm người trong hang là một thử thách rất lớn. Họ ngay lập tức bơm không khí vào hang động để cố gắng tăng cường mức oxy, đồng thời họ bơm nước ra để những người cứu hộ có thể tiến vào. Ngay khi mực nước giảm đi một chút, họ phát hiện thi thể của Jennifer Galbraith nổi lên mặt nước ngay trong lối vào hang. Sau khi bơm thêm một giờ nữa, họ tìm thấy ba người bạn còn lại, Ariel, Blake và Scott, tất nhiên đều nằm cùng hướng. Dựa trên bằng chứng được tìm thấy tại hiện trường, thông tin được cung cấp bởi Joseph Verkusen, kết luận khám nghiệm xác nhận tử vong do đuối nước và các tường trình từ những người thám hiểm khác đã từng vào trong hang, chúng ta có thể đưa ra giả định về những gì đã xảy ra. Thật khó tin rằng 4 người trưởng thành khỏe mạnh đã đuối nước trong khoảng cách chỉ 4,5m. 4 người bạn đã tử vong do đuối nước. Họ là những người trẻ, gan dạ, trong độ tuổi từ 18 đến 28. Sau khi các thi thể được đưa về, lối vào hang động đã được lấp đầy bằng bê tông để ngăn cản những người thám hiểm khác và có thể mất thêm những sinh mạng khác. Còn bạn, bạn nghĩ sao về cuộc thám hiểm này? Hãy để lại suy nghĩ của bạn bên dưới phần bình luận nhé! Và đừng quên để lại một like, một follow để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất trên kênh Kỳ án 10 phút. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!